Audio Jungle. Còn cái sáng này là mưa này, cô cào cái lá này còn có sờ. Sau này khi mua vô cái mùa, bắt đầu mà vô mùa trái, lá như thế này phải sạch sẽ chứ không là để. Mai là cô đã làm rồi đó. Dễ bị sinh bệnh. Sinh bệnh đúng rồi. Sinh bệnh nấm, lung tung. Đúng rồi. Nói chung là thoáng thì thoáng rồi mà chưa biết làm cành đúng không? Có cây đó thì cô cũng định mình đó. Làm mới học đó. Học của My đó. Đó, cái cây này cô cũng cắt luôn này. Thế mà cả đời không biết mình mà cũng dạm, học theo mà cũng giỏi chứ hay. Giờ là quá giỏi rồi. Học trên mạng là giỏi rồi. Học trên mạng của con á. Rồi. Nói chung cô cắt cơ bản như vậy là cũng khá là ok rồi. Cô tự làm mà cô có làm trong bậy đó. Được, làm vậy là được. Tôi nói vô dạ là được rồi. Đây giờ con cắt sơ thôi. Không, cô biết rồi. Bữa nào mà con không cắt, cô không cắt được. Tại vì cô định cắt trong cô tiếc quá. Không sao, cô cắt nó cũng nứt ra rất là liền. Cây này là cô định, cô cắt chỗ này. Ờ, từ từ đó cô, để con coi đã. Cắt rồi, đó, vì bên trên kia còn hai cây nữa, cô đúng định rồi. Cắt. Nhưng mà nó hơi xa. Hơi xa hả? Bây giờ có liên canh cho nên. Cành này chút bỏ luôn. Bỏ luôn à? Gần dưới lên nữa còn. Dưới lên còn cành cho nó xìa xuống. Nhưng mấy cành này là cô cắt bị sai rồi nha. Bị sai à? Dạ, một là lấy một cành, để một cành. Nhưng cô cắt dài phải bỏ, bị dài là bị sai, cái cành này sai cái... Cái cành này cũng sai đúng không? Theo cô nghĩ là cái cành này cũng bị sai. Cái chỗ này cũng bị sai. Dạ đúng rồi. Cắt đó. Cái cành này đúng không? Dạ, cắt bỏ. Đáng lẽ là phải mình phải cắt luôn. Đầu tiên cái cành này cô chừa lại. Mình cắt xử lý luôn cái cành này, để cái cành này lại. Xử lý luôn cành này. Thế là năm sau tâm mình đi. Dạ, giờ mình là năm sau không có đủ ăn. Giờ lỡ rồi. Giờ rồi thì để lại. Để lại. Cái bữa... cô cắt là sát sát luôn nha, đừng cắt cái mặt sát luôn để nó khỏi nước chồi, cong nước chồi mình đi lặt nữa, đó sát luôn rồi nó khỏe, nó đẹp cái cây mình nữa. Giờ hiện tại như cành đây thì nó đang ở trong cà nên thôi mình cứ để, sau này cây cà đây mình phá đi thì lại đứng sau. Dạ, mấy cây khác nữa đi cô. Con cây này thì con bấm đọt như vậy có được chưa hay là phải bấm xuống tí nữa? Đó là xuống tí nữa. Con giúp cô đi, con trèo lên cô đã bấm đến đâu là cô nhìn. Sao mấy cái này cô bấm ra lại khóc là sai rồi nha. Đấy là thằng nhân viên nó làm á, nó theo học theo. Bấm dài, à. Mấy cành đây để nó xè để ra. Xè ra để xè ra. Để hãy như cành đây thì mình bấm okay. Đón ra được. Đó, bấm đây để cho nó xè ra. À. Còn cành đây cũng bấm bỏ đi. À. Không để làm gì. Nói chung cô làm như thế này là cơ bản là cô thấy được hết rồi á. Nó cũng sạch sạch rồi không? Rồi, cơ bản là gọn gàng. Thứ nhất sau này cô xử lý nó sẽ... Cái cành mà hồi nãy con nói sai đó là ý cô nghĩ là sợ nó liên quan đến cà phê thì cô sợ nó tán nó to quá thì cô mình tán cây to hả? To thì nào tốt thì đó. To thì sợ cái cây này nó lớn được ăn. Cô cứ nghĩ là để đứng lâm. Đó. Cây này là cô thấy đang thấp, à đang cao quá. Đúng rồi, cây này cây cắt xuống một xíu nữa. Đúng rồi. Cô cũng thấy vậy nhưng mà không dám, nó cứ cắt rửa rửa thì mai mốt mời con xuống thì khi đó là mới... Con như cái này mà mình đầu tư tốt thì năm sau một cây được khoảng bao nhiêu con trai? Cái này nếu mà giờ tốt thì 5-70 kg là cô tư rồi cô. Được không? Nhưng mà cô sợ là mình bị cùn quá đây. Trong ai được tổng bao nhiêu gốc không?
được 200 con. À, đều kiếm mấy cây này chưa làm, mấy cây nhỏ kiếm 1 tỷ luôn rồi. À, rồi rồi, nói chung cô cứ làm đại đại ra hết rồi đó. Rồi. Cà đây cũng mười mấy hai chục năm rồi. Rồi đó, cái trong cái này có thái là cô bập cái này đó nè, à, chặt luôn. Bập 4 cây. Bập để là ăn cái gì ăn một cây. Bốn cây cà bằng một cốc cây bơ, 10 cái bơ đủ. Đó, nói chung cô làm cơ bản như là lãnh đạt hiệu quả vẫn rồi. Làm lần đầu tiên là vẫn học theo, vẫn giỏi, học trên mạng đó, học của con đó. Rồi xuống mấy cây nhỏ. Rồi cô. Cơ bản mình chỉ làm vậy thôi. Cái cây này theo con có bị hư không? Cây này bị hư rồi. Thay cho không phát triển không? Phát triển chậm lắm. Rễ nó bị thối đúng không? Rồi để thay. Dạ. Rồi, cây này là cành dưới thì được nhưng cành trên đang u muội lắm. Cành trên chưa thoáng mấy đúng không? Tại vì bây giờ cái của cô nó có cái vấn đề liên quan đến cà phê. Dưới này nó liên quan tới cà phê nên mình không có thể nào để tán ở dưới này được. Nên mình phải để tán nó nằm ở trên như cành này thì cũng không có biết. Nhưng bây giờ để ở trên thì mình sẽ để thêm một thời gian nữa cho cây nó phát triển lớn lên. Như mấy cây kia thì mình cắt đọt được rồi, tại vì lên trên cà phê rồi. Như cây này nó chưa lên trên cà phê. Đó, cô chưa cắt đó, thấy không? Thì mình cứ tỉ sơ vậy đi. Rồi sau này nó khi lên trên cà phê, chẳng hạn sang năm, nó lên trên cà phê rồi bắt đầu mình bấm đọt cho nó phun tàn ra, xinh ngọt, cho rộng ra. Cái này cô đâu có dám? Dạ, đó, cơ bản cô làm giả là quá chuẩn rồi. Được rồi hả? Thế là cũng mừng cho cô vậy. Cái này theo con là bắn bọt được chưa? Cô chưa dám. Cái đó thì bấm được, rồi. Cái đó bấm thì rồi. Bấm được rồi. Cái đó thì bấm để ra được rồi. Bấm để cho xì cái tàn ra, tại vì lên trên cà phê cao rồi mà. Rồi, cây này nữa. Nói chung năm tới đây là được 150 có tái này. Mình cô làm hả cô? Mình cô đó, cũng mất rồi. Dạ. À, cô rút nghiệm bấm là bấm sát nhưng cô đừng bấm dài nha. Cô bấm dài à, sau này nó sẽ nứt trồi lên nữa mấy công mình phải xử lý lại. Mai tôi đi sửa. Nói chung cô lại cả đời không nó có làm nông. Nói chung cơ bản cô làm như thế là cũng thấy chẳng hạn. Đây là con coi cái cây này được. Ủa, bà xích cái chất bắt uổng à. Bà xích chỗ nào? Xích cái chất trái á. Thì do cô không bọc là một cái thứ nhất chưa phun. Rồi cái này thì lên phun cái gì? Phun thuốc sâu, phun dưỡng trái là trái nó bóng loáng luôn. Cô đây thì cô làm cũng hơi quá tay à. Quá gì? Quá tay không? Quá tay. Cái này cũng bẻ tay hay là sao cô? Cái này không phải đâu, cái này hình như thằng nhân viên nó thấy vậy nó làm vậy chứ không phải. Nó làm theo với cô á. Ăn xong là cành nó cắt, thu hoạch xong là cành nó cắt. Mấy cành này thu hoạch xong rồi mình xử lý lại. Mình xử lý. Chủ yếu ý mục đích của tụi con hướng dẫn với cô là cô làm cho ánh sáng vô được trong thân. Thứ hai là cành nó vươn ra, không bị cành nọ đè cành kia. Rồi thứ ba là mình thuốc men, bệnh tật của nó sẽ rất là ít. Nếu mà để rậm rạp quá thì là bệnh tật nhiều, mà lại không có năng suất đúng không? Dạ. Nó nuôi cành hết chứ nó không nuôi thân nữa. Không cần thiết phải để. Như ngọn là cưa được rồi nha cô. Ngọn rồi. Còn cưa đâu phải không? Cô cưa hết rồi mà. Nhưng mà cưa đang thấp, con cưa lại cho cô vậy. Dạ, để con xử. Nói chung lần đầu tiên mình cũng sợ nha. Sợ hơn quá là đến sau khó sửa. Chẳng thà mình cưa cao tí rồi các con xuống sửa cho cô rồi buổi sau cô cứ theo với cô làm. Nói chung nó cũng, cô cứ cắt cỡ nào thì nó cũng cứ nó lên lần là chứ không có. Rồi ví dụ như mà bây giờ mình cắt đọt thì năm sau mình có cắt tiếp không? Nó sẽ lên tiếp. Nó trồi lên cô cắt không? Nó lên thì mình phải nhìn phải tùy. Ví dụ như nó lên như thế nào. Dạ. Còn nó đã xòe ra bề ngang ra thì mình không có cần cắt. Mình chỉ cắt sơ. Sau này mình chỉ bấm sơ như thế này thôi chứ không có cắt mạnh. Đây là dạng mình tạo tán đó. Đây là mình tạo tán cho nó. Tạo tán cho mấy năm sau luôn á. Nói chung vẫn ít bệnh phải không? Không có bệnh. Không bệnh tật. Cô ủ phân chuồng, cô ủ kỳ lắm. Cô làm kỳ. Này phân chuồng nó tốt, chứ hóa học nhiều hại cây lắm. Cô tỉnh
giỏi quá ha. Con giúp cái này cho cô cái này. Cái này nó cô đó. Không có cưa bữa đó làm. Cô làm hết đó, trời mưa cô cũng đi làm nhưng cô đang còn làm một buôn bán một cái nghề phụ rồi đó. Cô làm bên nghề gì không? Dịch vụ nhà hàng. Nhà hàng à? Nhà hàng tiệc cưới. Mà rảnh là cô đi làm. Nói chung anh em là ở đây, người yêu đang ở đây này. Người yêu ra là vui nhất á. Hả? Người yêu ở đây là vui. Hôm trước cô định cắt đâu mà cô cứ nói để cắt mời là, cháu xuống thì coi cái. Đúng không? Đúng không? Ừ. Nhưng cũng sợ phàm quá. Đó, để nó mấy cái này nó vui ra không? Sang năm nó làm ho mấy cái này. Ừ. Bị bón phân là nước đọt ở đây làm ho. Không, bây giờ cái đoạn mà cái đoạn làm hoa là cô chưa biết, phải nhờ các con. Rồi. Chuyển cái cưa mà cưa này có mà không đưa đi đó, nói chung cô làm thì ok rồi đó. Nói giờ nhìn cái thoáng hết rồi. Thoáng. Cô sang năm cô phá 4 cái kè là thấy nó khó rồi. Trồng 2 cái bơ là hơi sát đó. Cơ bản là cô làm con thấy là ổn định rồi. Ý là cái bơ này là cô trồng, khi trồng rồi mới biết cái nhận mình kiểu đầu hố cà phê, cái cà hố này trồng xong rồi mình biết thôi, thì nghĩ là mình ăn kiểu vài ba năm rồi mình chặt được.